Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách bảo quản rau muống rất là đơn giản. Để bảo quản rau muống thì mình sẽ cho rau muống của mình, mình sẽ cắm rau muống của mình vào trong một cái chậu nước như thế này ha. Nếu mà lượng rau muống của các bạn nhiều thì các bạn sẽ sử dụng thau hoặc là xô nha các bạn, miễn là cái dụng cụ có thành cao một chút ha, để bảo quản rau muống. Rau muống khi mua về thì các bạn nên lặt bỏ bớt cái phần lá, một hoặc hai lá ở gần cái phần gốc của rau muống nha các bạn. Đó. Và để cắm vào trong nước cho dễ thì các bạn nên bó rau muống thành từng bó như thế này. Vì rau muống của mình nó thân mềm nên là khi cắm vào trong nước thì rau muống nó đứng không được, nó bị rũ xuống vậy nè. Đó. Nên là mình bó lại thì rau muống sẽ đứng được ha. Để bảo quản rau muống thì một tuần mình sẽ thay nước cho rau muống này hai lần. Và khi thay nước thì mình sẽ bỏ đi những phần lá sâu hoặc là lá úa ha. Cái rau muống này mình đã từng bảo quản được 2 tuần đó các bạn. Khi ăn thì vẫn ngon và cái lá rau muống của mình nó vẫn xanh tốt. Nhưng mà mình khuyên các bạn là nên bảo quản trong khoảng 2 tuần thôi. Vì rau muống của mình nó có phát triển khi mình cắm vào trong nước, có ra rễ và cái đọt rau muống này có dài ra hơn ha. Thì nếu mà cắm lâu quá trong nước các bạn bảo quản lâu quá trong nước thì rau muống của mình nó sẽ bị già đi, khi ăn nó cứng, nó không có ngon nữa ha. Đây là cái chậu rau muống mình đã cắm từ được một đêm rồi các bạn, từ tối hôm qua đó. Thì cái chậu rau muống của mình sau khi cắm được một đêm thì cái lá của nó là đều hướng lên như thế này ha. Đó, cái ngọn của nó là nó hướng lên và nó phát triển và nó xanh tốt. Thì mình cũng bó thôi, cái này thì mình cũng bó lại thành từng bó và mình cho vào, cái này là cái son, cái lõi của nồi cơm điện các bạn. Vì cái lượng rau muống nhiều nên mình phải dùng cái dụng cụ nó lớn hơn một chút ha. Cái cách bảo quản rau muống như thế này nó sẽ giúp giảm tải rất là nhiều cho cái tủ lạnh nhà mình đó các bạn. Thì các bạn có rau muống nhiều thì nên áp dụng cách của mình để bảo quản nha các bạn. Hy vọng là nó sẽ giúp ích được các bạn nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau ha.